Rồi, kính chào các bác. Thì cái vấn đề về lưu ảnh hay bên Samsung người ta gọi là ám màn ấy, thì nó đã có từ rất lâu rồi. Đặc biệt là trên Samsung ấy, thì anh em đã quá quen cái việc mà lưu ảnh hay gọi là ám màn trên Samsung rồi. Thì bên LG ấy, thì anh em cũng đã, em nghĩ là gần đây cũng đã rất là quen rồi. Tại vì bên LG ấy, thì từ đời con V30 cách đây khoảng tầm 5-6 năm gì đấy là cũng đã dùng cái màn hình AMOLED ấy, gọi là QLED ấy, thì nó cũng là AMOLED cả thôi. Thì anh em cũng đã biết được là không còn bóng mờ nữa, nhưng mà nó chuyển sang là lưu ảnh. Thì cái lưu ảnh ấy, nó sẽ bị nặng hơn, là nó không thể tự hết được các bác. Thì như bên Samsung ấy, là em nhớ không nhầm ấy, là có những anh em thợ ấy, là có cách để mà fix cái hiện tượng mà lưu ảnh trên màn hình này. Tuy nhiên ấy, thì bên LG ấy, thì là không có đâu anh nhé. Em thấy là không có anh em nào fix được cái lỗi mà gọi là lưu ảnh trên cái con LG nào cả. Đấy, thì bên Samsung thì có, em nhớ là có. Thì vấn đề ở đây ấy, là anh em dùng cái điện thoại như thế nào để mà nó hạn chế cái hiện tượng bị lưu ảnh như thế này. Đấy, thì như em dùng ấy, em dùng thực sự là em dùng rất nhiều đời của LG rồi, thì em chưa hề còn, nếu mà tự tay em dùng nhé, thì chưa hề con nào bị lưu ảnh cả. Đấy, cho nên là đây cũng là cái kinh nghiệm của em thôi. Thì nó có thể đúng hoặc là nó có thể chưa đúng, thì mong các bác tham khảo. Đấy, thì trước tiên ấy, là cách em dùng ấy, thì là đây, như các bác nhìn thấy này, thường thường anh em hay dùng LG là anh em hay để cái ba phím điều hướng như này này, kể cả bên Samsung cũng thế. Samsung thì cũng có ba cái phím điều hướng như vậy, đây ba cái phím điều hướng như vậy thôi. Đấy, thì em nghĩ là anh em rất hay hay để cái ba cái phím điều hướng như vậy, thì nó phải phải nói là nó rất là tiện. Thì vì nó lúc nào nó ở đây thì anh em thao tác cái nào thao tác được luôn. Đấy, thì như những đời cũ như kiểu V30, V40 ấy, thì mới có Android 10 ấy. À, Android 10 là có cái thao tác vuốt rồi, nhưng mà nó chưa chưa để đâu. Thì việc mà các anh em để cái ba cái phím điều hướng này ấy, thường thường nó sẽ gây cái hiện tượng là lưu ảnh ở chính ba cái phím điều hướng này các bác nhé. Thì ở bên những hãng khác ấy, ở Samsung ấy, thì là ba cái phím này này, thì thường thường ấy, là người ta làm phần mềm, người ta làm cho nó bị nó xê dịch cái điểm ảnh đi ấy, thì nó như thế nó đỡ đỡ hiện tượng bị lưu ảnh hơn. Đấy, nhưng mà bên LG ấy, thì em nhớ là anh em rất hay bị cái hiện tượng lưu ảnh như này, tại vì em nghĩ là LG người ta không không làm cái việc mà làm cho ba cái phím điều hướng này nó xê dịch cái điểm ảnh đi ấy. Đấy, cho nên nó rất hay bị luôn. Anh em nào cứ để cái này là bị luôn các bác nhá. Đấy, dùng một thời gian là bị à. Đấy, thì cách nó rất đơn giản thôi. Thì ví dụ anh em mà đã có từ Android 10 trở lên rồi, thì anh em chỉ cần vào cái phần hiển thị này này, anh em vào cái phần thanh điều hướng này, và anh em để cái phần gọi là phần cử chỉ này này. Đấy, để phần cử chỉ này thì tự động là nó sẽ mất luôn cái ba cái đường đi nhé. Tuy nhiên ấy, thì nó còn một cái thanh thanh ngang ngang nhỏ nhỏ ở đây, thì cái thanh ngang ngang nhỏ nhỏ ở đây ấy, nó cũng có thể lưu ảnh các bác nhé. Đấy, thì ở ở trên 11, Android 11 ấy, và Android 12 ấy, nó có cả cái phần ẩn luôn cái thanh điều hướng bé bé này đi luôn rồi các bác nhé. Thì anh em ẩn hết đi và dùng thao tác vuốt như này, thì nó em thấy là nó tiện hơn và nó không bị lưu ảnh nữa các bác nhé. Đấy, thì ngay ở như con máy này nhé, máy này để em cho bác xem nhé. Tại vì trước đây là con máy này là của thằng bạn em nó dùng và nó không biết tắt cái này đi này, nó để cái thanh ngang nhỏ nhỏ này này, thì cái thanh ngang nhỏ nhỏ này nhé nó bị lưu ảnh các bác nhé. Đây, để các bác nhìn này này, không biết các nhìn rõ không, nhưng mà cái thanh có một cái điều ảnh ở ở cái thanh ngang nhỏ nhỏ này này. Đấy, có thể các bác nhìn hơi không không rõ cho, để em bật cái màn hình nó mờ mờ nhé. Đây, để cho các bác biết được là nó bị lưu ảnh đấy chứ không phải không có đâu. Đây này, để cái ánh sáng mờ mờ này, đây này, nó hơi khó nhìn một chút các bạn. Đây, nó bị mờ mờ dưới này này. Đấy, nó hơi khó nhìn tại vì cái này nó ít mà, nó nhỏ mà, cho nên cũng hơi khó. Nhưng mà em muốn nói là các bác để cái nào mà nó còn cái hiện tượng kiểu như là cái hình nó đứng im ở chỗ đấy ấy, là nó sẽ bị lưu ảnh các bác nhé. Đấy, cho nên là anh em nào mà đang dùng cái Android từ 10 trở lên thì anh em nên nên là để cái thao tác vuốt là cái thao tác cử chỉ các bác nhé, thì nó sẽ đỡ bị lưu ảnh hơn. Đấy, và ngay cả bên Samsung cũng thế. Samsung thì người ta cũng có cái chỗ để mà anh em tắt cái ba phím hướng này đi và dùng cái cử chỉ vuốt.
bây giờ là toàn là Android 10, Android 10, 10 trở lên hết rồi mà các bác. Đấy, màn hình này, chỗ này này. Đấy, đâu nhỉ? Ủa, đâu rồi? Đây, thành hiệu hướng đây này. Đấy, thì anh em dùng cái gọi là cái thao tác vuốt này này. Đấy, là ok hết rồi. Đấy, là xong. Đấy, là nó có không mất cái này đi. Thì hoàn toàn nó không bị cái lưu ảnh ở chỗ này nữa. Tuy nhiên ấy, thì là nó có một cái hiện tượng, đó là ở trên cái thanh thông báo này này, cái phần đồng hồ này này, cái phần đồng hồ này, cái phần pin này, đồng hồ này, đấy, ở trên LG cũng thế thôi, cũng có cái phần này. Thì nó lại đây đây, thì nó lại hay bị cái hiện tượng mà lưu ảnh nhẹ nhẹ ở cái phần pin và đồng hồ này. Nếu như các bác nào mà dùng máy, các bác để ý mà xem dùng lâu ấy, tại vì cái phần này là gần như là anh em không ẩn được, trừ khi anh em biết chút công nghệ thì anh em có thể ẩn được nhé các bác nhé. Dùng cái lệnh ADB thì hoàn toàn các anh em có thể ẩn được cái này, thì nó cũng bớt được cái việc mà lưu ảnh ở trên cái chỗ thanh thông báo này này, chỗ đồng hồ và chỗ pin này này. Đấy đấy đấy, đấy thì là cách em dùng thôi. Còn các bác thì thường thường em nghĩ là anh em nào hay dùng kiểu như là để cày game ý, hoặc là cày TikTok hoặc cày gì đấy, mà cái hiện tượng mà kiểu như cày TikTok mà cứ để nó cái màn hình nó như này này, cứ để màn hình nó như này, nó cày liên tục. À, em tắt mạng rồi đấy, cứ để như này này các bác này, các bác nhìn thấy không, ở ví dụ TikTok này nó có những cái chỗ này này, chỗ cái thanh giải ở dưới dưới này này, đấy thanh giải dưới dưới này này, là nó hay bị lưu ảnh ở chỗ này nhất, và chỗ này này, này những chỗ chéo. đấy, tắt hình ảnh đi. Đấy, đấy thì các bác thấy không này, đây này, những cái chỗ này này, thấy hoàn toàn là các bác thấy không? Nó cứ đứng như ở đây này, là kiểu gì nếu các bác cày lâu và để cái độ sáng màn hình ấy, cái độ sáng nó cũng rất là liên quan đến cái việc mà làm cho cái máy các bác bị lưu ảnh sớm hay muộn các bác nhé. Các bác để cái độ sáng càng cao ấy, thì cái tỷ lệ lưu ảnh mà nó càng sớm, nó càng nhanh xảy ra các bác nhé. Cho nên để cái này, để cái độ sáng nó vừa phải thôi. Thì thường thường em dùng, em cũng chỉ để độ sáng tầm khoảng 40, cùng lắm là 50 là nhiều thôi. Thường thường là tại vì cái con Samsung này nó độ sáng nó rất là lớn, cho nên em chỉ cần để khoảng 30 thôi là đủ dùng thôi. Còn khi mà ra ngoài trời em để khoảng tầm 50 là ok luôn. Đấy, và em cũng không bao giờ em dùng cái độ sáng tương thích này các bác nhé. Tại vì khi mà dùng cái độ sáng tương thích này này, đi ra ngoài trời nó sẽ mở lên mắc cái độ sáng luôn, nó mở mắc cái độ sáng này luôn, thì cái việc tăng cái độ sáng này nó lớn quá ấy, nó cũng góp phần làm cho cái việc lưu ảnh nó tăng lên các bác nhé. Cho nên em thì em cũng khuyến khích các bác ấy là để tắt cái này đi. Đấy, thứ nhất là vừa bảo vệ cái gọi là cái cảm biến tiệm cận ấy, tại vì cái dùng dùng cái độ sáng tương thích này này, thì cái tiệm cận này nó sẽ phải, hoặc là cái cảm biến ánh sáng ấy, nó phải hoạt động liên tục để nó đo được cái ánh sáng môi trường ấy, để nó điều chỉnh cái độ sáng cho màn hình. Thì việc này vô tình ấy, cũng sẽ làm tốn pin hơn các bác nhé, tốn pin vì nó phải cung cấp điện để nó nuôi cái con cảm biến ánh sáng hoặc cảm biến tiệm cận đấy. Đấy thì cách em dùng là em thường thường em tắt cái này đi, và em để một cái độ sáng cố định. Ví dụ trong nhà thì em để tầm 30, còn ra ngoài trời em để tầm 50 60. Đấy thì nó em cảm giác là nó sẽ không, nó sẽ đỡ bị lưu ảnh hơn. Đấy, và thứ ba nữa là em hay dùng cái chế độ đêm ấy, thì bên LG cũng có thôi các bác. Chế độ đêm bên LG cũng có như này này. Đây. Chế độ đêm này. Thì cái chế độ đêm này ấy, đâu rồi. Đây, đây này. Các bác thấy không? Để cái chế độ đêm này nó cũng góp phần đỡ cái hiện tượng lưu ảnh các bác nhé. Đây là theo 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 cái ý hiểu của em, cũng là cái kinh nghiệm của em thôi. Còn nếu mà theo cái kiểu là nói kiểu theo kiểu am hiểu về công nghệ thì có thể là em sai, em cũng không biết là mình sai đúng, nhưng mà theo cái ý hiểu của em ấy, thì là cái việc mà em để cái chế độ đêm này đối với cái màn hình AMOLED ấy, thì là những cái điểm, những cái màu đen ấy, thì nó sẽ không phát sáng đấy, thì nó sẽ không hoạt động ấy, kiểu như là nó không hoạt động ấy, thì nó sẽ góp phần làm cho cái việc mà lưu ảnh nó cũng hạn chế đi. Đấy là cái kinh nghiệm của em nhé các bác nhé. Đấy. Đấy là cái cách dùng của em thôi. Còn đương nhiên ấy, là các bác phải hiểu được cái căn nguyên của việc tại sao nó lưu ảnh. Thì cái việc lưu ảnh ấy, thì là nó do cái hiện tượng mà các bác cứ để một cái hình hình nào đó nó đứng yên một chỗ, hoặc là cái hình ảnh nào đó nó cứ giữ yên một chỗ trong một thời gian nó lâu dài ấy, và cả ánh sáng nữa, ánh sáng thì nó cũng góp phần đấy. Thì
khi mà các để một cái hình ảnh, một cái biểu tượng nào đó ở một cái vị trí nó lâu dài thì nó gây hiện tượng mà nó lưu cái ảnh lại trên cái màn hình đấy, gọi là hiện tượng burn in, ở trên gọi là tiếng Anh gọi là burn in đấy. Đấy thì các bác cứ dùng những được TikTok hay là dùng YouTube hay là tất cả vấn đề mà các bác dùng thì các bác nên nên thay đổi cái màn hình nó thường xuyên, ví dụ xem 5 10 phút hoặc là 15 20 phút, các bác nên nên gạt cái màn hình đi chỗ khác một tí để mà nó thay đổi cái hình ảnh đi. Đấy, đây là một cái thói quen rất là tốt. Đấy, và việc các bác để cái màn hình on Google Display này này, các bác cứ nghĩ là cái để màn hình này nó cũng sẽ lưu ảnh nhé các bác nhé, thì không phải đâu. Cái màn hình on Google Display này là cái màn hình mà chắc chắn một điều là cứ tầm khoảng trên LG ấy, thì em thấy là nó khá là lâu, hình như nó phải tầm hơn 1 phút hay là tầm 15 20 phút gì đấy là nó mới dịch chuyển cái on Google Display, cái ví dụ cái đồng hồ này này nó dịch chuyển đi một một chút đấy. Cho nên là các bác để thoải mái cái on Google Display này, nó không hề bị lưu ảnh ở cái màn hình chờ này đâu. Ngay cả bên Samsung cũng thế, đây Samsung các bác nhìn này, mỗi mỗi một tí nó sẽ lưu ảnh, bên nó sẽ chạy cái hiện tượng này đi chỗ khác này, đấy nó lên này, đấy, đấy nó lên này, đấy nó xuống này, đấy nó xuống này, đấy nó xuống nữa này, đấy. Trên Samsung ấy, thì là nó thông minh hơn, em thấy là nó thông minh hơn. Còn bên trên LG này, đấy, LG đấy nó cũng xuống này, đấy, nhưng mà cái ở trong hiện tượng mà mình đấy nó xuống nữa này đấy, thì các bác yên tâm nhé, cứ để màn hình on display là thoải mái, nó không không sợ là các bác không sợ là nó bị lưu ảnh đâu. Nhưng mà được bị cái là cái màn hình này nó khá là tốn pin này các bác nhé, các bác cứ nghĩ là nó chỉ tốn 1-2% pin thì không phải đâu, nó phải tốn đến 10% pin luôn đấy. Em đã có một cái bài test rồi, nó cực nhiều khi tốn đến 20% pin luôn để ở những con kiểu là pin nó yếu yếu rồi đấy. Cho nên là để cái màn hình on display là tốn pin các bác nhé. Đấy, thì đấy là cái kinh nghiệm mà em dùng để mà nó hạn chế cái hiện tượng mà bị lưu ảnh các bác nhé. Thì em nghĩ là cái kinh nghiệm này nó cũng đơn giản thôi, và nhiều anh em dùng máy ấy, thì đã biết rồi. Tuy nhiên thì em thấy là đại đa số những anh em mà kiểu như người dùng không không có chuyên ấy, kiểu là cứ mua về dùng đại đi ấy, cứ mua về dùng, và nhiều khi anh em cũng chả biết cái hiện tượng lưu ảnh là cái gì luôn đấy. Cho nên là đây cũng chỉ là cái kinh nghiệm nhỏ thôi, anh em xem để mà rút kinh nghiệm cho mình thôi, và nó cũng rất là dễ thôi đấy. Cho nên là người nào biết rồi thì không nói, nhưng mà người nào không biết thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bác rồi. Ok, chào các bác nhé.